chú chó Corgi duy nhất trong ngành chó nghiệp vụ khiến nhiều người thích thú. Chú chó Corgi này có tên là Phúc Tử, là thành viên trong đội chó nghiệp vụ cao cấp. Hàng ngày Phúc Tử được đưa đi tuần tra bảo vệ an ninh, tan sở thì đi ăn vặt đường phố. Phúc Tử được huấn luyện như một chú chó nghiệp vụ chuyên nghiệp và luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, trong khi các chú chó khác luôn phải đeo dọ mõm, chỉ riêng chú ta là được ưu tiên.